Lực lượng phòng chống tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tin an ninh tỉnh Hủa Phăn của Lào đã vừa tiến hành thành công chuyên án 213LV đấu tranh với các hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Tại bản Na Lưu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn của Lào, lực lượng chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 43 túi thuốc phiện nặng hơn 30 kg và một số tang vật khác. Các đối tượng khai nhận số thuốc phiện trên được thu gom từ các huyện Mường Ét, Sốp Bâu vận chuyển lên Sầm Nưa, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, lực lượng chức năng đã triệt phá một tụ điểm sản xuất ma túy tổng hợp, bắt hai đối tượng khác trú tại thị xã Sầm Nưa, thu giữ 116 kg heroin, hai súng kíp, hai lựu đạn cùng bộ dụng cụ sản xuất ma túy và một số hóa chất dùng để điều chế các loại ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.